Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng trọng ra đi, đánh dấu chủ nghĩa Mark Lenin hoàn toàn thất bại. Ngày 21 tháng 7, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA Tiếng Việt có bài, lý thuyết gia Marxist cuối cùng. Tác giả nhận xét, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, sau gần 30 năm ngồi trong bộ chính trị, đã được bầu làm tổng bí thư 3 lần, vượt qua giới hạn hai nhiệm kỳ. Giống như Tập Cận Bình ở Trung Quốc, ông Trọng đã loại trừ được các đối thủ chính trị bằng phong trào đốt lò chống tham nhũng để thành người lãnh đạo độc nhất và tối cao. Tác giả dẫn lời tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội. Di sản của ông ấy là một người tham quyền cố vị, kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin. Và đây là hình bài viết trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả Ngô Nhân Dụng cho biết, ông Trọng đã leo dần lên ghế tổng bí thư và kiên trì ngồi đó hơn một con giáp, chính vì được tiếng là người kiên định với chủ nghĩa Mark Lenin. Ông Trọng cũng được tiếng là người không ham làm giàu, kể cả thời gian làm bí thư thành ủy Hà Nội từ năm 2000 đến năm 2006. Tác giả cho rằng, trong thực tế, chính các đảng viên Cộng sản ở Việt Nam không còn ai tin và hiểu các lý thuyết mơ hồ của các mát. Muốn biện minh cho chế độ độc tài toàn trị để công an làm việc, cần một lý thuyết gia đứng ra hô khẩu hiệu. Vì lẽ đó, ông thành một trong tứ trụ cầm đầu đảng từ năm 2006 đến năm 2011 nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là hô hào bảo vệ chủ nghĩa. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị cả đời để làm công việc này. Ông lầm lũi kiên trì tiến vào vòng trong của guồng máy đảng. Các lãnh tụ khác vẫn lo thu nhặt bỏ túi để khi về hưu có thể ngồi cái ghế bằng vàng đặt giữa nhà hoặc áo gấm về làng khi chết được xây lăng mộ nguy nga. Tác giả nhận thấy ông Trọng chỉ đóng vai quan công phò nhị tẩu thấp đuốc bảo vệ chủ nghĩa chống đối kịch liệt diễn biến hòa bình và các cuộc cách mạng màu ở Bắc Phi và Đông Âu chờ cơ hội leo lên cái ghế cao nhất. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Trọng có lúc cũng thú nhận con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội rất mù mịt đến hết thế kỷ 21 này không biết Việt Nam sẽ tới đó hay chưa. Cho nên, khi lên chức tổng bí thư, ông bay qua Bắc Kinh ngay để diện kiến tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cảm Đạo. Ông Trọng theo sát Tập Cận Bình từng bước khoác cái áo mát Lenin lên mình như một lá bùa thiên. Tác giả nhận xét, ông Trọng biết không thể nào bảo vệ chế độ bằng các bài diễn văn đầy chữ nghĩa thánh hiền mà không còn ai muốn nghe. Cho nên, theo bài học của Lenin, muốn xây dựng đảng cần phải dùng bạo lực. Sau hai nhiệm kỳ, từ năm 2011 đến năm 2021, đáng lẽ Nguyễn Phú Trọng phải xuống ghế. Điều lệ đảng Cộng sản cũng quy định các lãnh tụ đến tuổi 65 phải về hưu nhảy qua cả hai chướng ngại đó, ông được tái cử nhờ đã phát động kế hoạch đốt lò từ năm 2013. Công cuộc đốt lò của Tổng trọng đã làm chính ủy viên Bộ Chính trị của hai khóa 12 và 13 bị điều tra. Bảy trong số 18 thành viên Bộ Chính trị khóa 13 bị đuổi ra ngoài. Trong đó, ông Đinh Đa Thăng bị bắt, hai chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, một chủ tịch quốc hội là Vương Đình Huệ phải từ chức. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm, người kế nhiệm ông Trọng tác giả dẫn lời tiến sĩ nguyễn quang a công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại đây cũng là một sự thật mà ông vua khoác áo mắt lenin không tự mình nhìn thấy ông tổng muốn đốt lò để lau rửa cho bộ mặt đảng sạch sẽ hơn hy vọng sẽ được dân chúng tin tưởng nhưng khi bắt các quan chức từ chức tống giam một số người ông đều kết tội họ trước hết là không làm đúng nhiệm vụ của đảng viên ông nhân danh lực đảng chứ không dùng lực nước tuy nhiên tác giả đúc kết chiến dịch đốt lò của ông nguyễn phú trọng đã hoàn toàn thất bại có chăng chỉ chặt các cành cây trên ngọn mà không đụng tới gốc rễ sinh đẻ ra nạn tham nhũng tất cả các chế độ độc tài đều tạo ra và nuôi dưỡng tham nhũng hối lộ muốn trừ tham nhũng phải đề cao luật pháp tôn trọng và bảo vệ nền tư pháp độc lập đó là điều mà lý thuyết mark lenin không dạy ông trọng con người kiên định với chủ nghĩa mark lenin mang theo cả chủ nghĩa trống rỗng đó xuống lòng đất Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng trọng ra đi đánh dấu chủ nghĩa Mark Lenin hoàn toàn thất bại Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đệ trình hồ sơ thèm lục địa mở rộng ở Biển Đông, Trung Quốc phản đối. Ngày 19 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin, Trung Quốc phản đối đệ trình của Việt Nam với Liên Hiệp Quốc về thèm lục địa mở rộng ở Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc ngày 18 tháng 7 đã lên tiếng kiên quyết phản đối việc Việt Nam đệ trình lên Ủy ban ranh giới thèm lục địa Liên Hiệp Quốc về hồ sơ thèm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông. VOA dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến khi trả lời câu hỏi của Tân Hoa Xã ngày 18 tháng 7 cho rằng Việt Nam đơn phương trình lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc hồ sơ về ranh giới thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông. Ông Lâm nói rằng tuyên bố của Việt Nam xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm hiến chương Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối và đã có những phản đối nghiêm túc đối với Việt Nam, ông Lâm nhấn mạnh. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA cho biết, trước đó trong cùng ngày 18 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Việt Nam đã nộp hồ sơ với Liên Hiệp Quốc để khẳng định về ranh giới thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông, một tháng sau khi nước láng giềng Philippines trong cùng khu vực có động thái tương tự. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng đất nước này cũng đã gửi công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để nêu rõ quan điểm của Việt Nam về đệ trình tương tự của Philippines được nộp vào tháng trước việt nam một lần nữa khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế tuyên bố của bộ ngoại giao việt nam nói thêm về phía trung quốc ông lâm của bộ ngoại giao trung quốc viện dẫn quy tắc tố tụng của ủy ban ranh giới thêm lục địa liên hiệp quốc và nói rằng các đại trình sẽ không được xem xét khi đang có tranh chấp có nghĩa là ủy ban ranh giới thêm lục địa liên hiệp quốc sẽ không xem xét hoặc đánh giá các đệ trình liên quan của việt nam và philippines về việc phân định này những đệ trình như vậy không có bất kỳ tác dụng thực tế nào mà sẽ chỉ làm nổi bật những khác biệt và làm trầm trọng thêm những xích mít. Điều này sẽ không giúp giải quyết các tranh chấp, ông Lâm nói. Ông nói thêm rằng Trung Quốc sẽ vẫn cam kết giải quyết thỏa đáng các tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn với các bên liên quan. Và đây là hình lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người có những chính sách ngoại giao cứng rắn. Theo quan sát của VOA, Việt Nam chưa có phản ứng về những phát biểu của ông Lâm bên phía Trung Quốc. Ngày 18 tháng 7, VOA Tiếng Việt cũng đã loan tin Việt Nam nộp hồ sơ với Liên Hiệp Quốc để khẳng định về thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông. VOA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc nộp đệ trình ranh giới thêm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý hiện tại là để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên phù hợp với luật quốc tế về hàng hải. Tuyên bố cho biết thêm, đây là lần đệ trình thứ ba của Việt Nam Trước đây là một đệ trình liên quan đến khu vực Bắc Biển Đông và một đệ trình chung với Malaysia về phần phía nam của khu vực vào năm 2009. Theo VOA, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả các vùng mà Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Nhiều vùng trên tuyến đường thủy chiến lược này, nơi lượng vận tải thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la, đi qua hàng năm, được cho là có trữ lượng dầu khí dồi dào cũng như có nhiều cá. Không chỉ tuyên bố xuồng, những năm qua, Trung Quốc đã có rất nhiều hành động thô bạo và liên tục xâm phạm chủ quyền của các nước trong khu vực nhằm khẳng định lập trường của họ bất chấp luật pháp quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam đệ trình hồ sơ thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông, Trung Quốc phản đối. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.